để làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Có một lực lượng cũng xông pha chiến trường, nhưng vũ khí là tiếng hát, lời ca. Văn nghệ thời kháng chiến tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân dân ta đánh thắng quân thù. Mời quý khán giả gặp lại những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ, ngày đêm đem tiếng hát lẫn tiếng bom góp sức diệt quân thù qua phóng sự sau. Cái đèn măng sông này giúp ông Lê Quang Kiên gợi nhớ về những năm tháng hào hùng thời kháng chiến. Ông Ba Kiên cho biết, cách mạng tháng 8 thành công, ruộng đất về tay nhân dân, ai cũng phấn khởi. Nhiều người dân yêu thơ ca, văn nghệ ở huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ thành lập hai đoàn gánh hát để thể hiện niềm vui mừng của người dân thời kỳ mới. Tuổi 92, ông Lê Quang Kiên vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh, ghi chép lại những bài hát tự sáng tác, biểu diễn để truyền lại cho con cháu. Thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần thứ hai, ông Ba Kiên tình nguyện tham gia kháng chiến. Vũ khí là lời ca tiếng hát để cổ vũ tinh thần bộ đội, tuyên truyền lòng yêu nước, làm mòn chí quân thù. Năm 1952, quân và dân ta lập nên chiến công vang dội tại Vàm Cái Sình, tiêu diệt hơn 400 tên địch, bẻ gãy âm mưu đánh phá của thực dân Pháp vào vùng kháng chiến Long Mỹ, U Minh. Chiến công này là nguồn cảm hứng lớn cho ông Ba Kiên sáng tác. Sau trận đánh 3 ngày, bài ca Chiến thắng Cái Sình với điệu Kim Tiền Huế ra đời. Linh thầy mà rọc trăng ra đèn, đình thổi ông lên mấy phèn, lắc thầy bằng bụng, đứt đầu đổ ruột, đành đậu tại đây, giúp thầy cái màu đẻ, rút dù cho ít. Hay quá. Được sự yêu mến của bộ đội, nhân dân, ông đi tới nhiều vùng giải phóng để phục vụ. Đây là những hình ảnh quý giá được Bảo tàng thành phố Cần Thơ lưu giữ về đội văn công của ông ở vùng Kinh Cùng Phụng Hiệp. Từ phong trào đồng khởi năm 1960 tới Tết Mậu Thân năm 1968, phong trào văn nghệ sôi nổi, rầm rộ ở khắp vùng kháng chiến Long Mỹ, Vị Thanh, Phụng Hiệp, Châu Thành. Lực lượng biểu diễn đông đảo, theo sát bộ đội, chuyển những chiến công, trận đánh thành mặt trận tinh thần phong phú. Năm 1964, quân và dân huyện Long Mỹ bắn rơi máy bay F-105 của Mỹ ngụy. Ông Ba Kiên viết ngay bài Thần Sấm Tan Thay theo giai điệu Ú Liêu Ú Sáng, tạo niềm cổ vũ tinh thần to lớn cho bộ đội, tạo niềm tin chiến thắng trong nhân dân. Anh em bộ đội ta thích lắm, còn dân thì nói chung đã biểu diễn ở đâu đi qua đồn quát giặc rồi bà cũng gắng đi cho chiều nay đặng sáng này đi đặng chiều mai tối mai nghe nói dặn công gì vậy đó đi. Bác ta nhớ lại là kỷ niệm ta muốn xỉu, bị ta tính cao một lần thôi, ta biểu lên vậy ác cốt lấy dây thanh mẫu thành tao ca bài đó hiển tính cao quận vậy. Bắt đầu hồi lúc đó mình cũng quen rồi, nhưng bộ đội cũng biết rồi, biết ở miền Bắc rồi này kia nữa. À, vỗ tay hai lần là phải ca, thành ca hết hơi rồi, quá cao rồi, vừa tấp vô trong cái cánh gà vậy, thở ở ngoài vỗ tay rốt hai ba lần, mấy ông biểu ra nó phải chậm chậm để thở chút khỉ, thành ca hai lần nhớ kỹ đó, ông nhớ kỷ niệm cái bài chiến thắng yếu khu văn phòng đó. Sau chiến dịch tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, cục diện chiến trường miền Tây, khu chính có nhiều thay đổi. Địch càng quét gắt gao hơn, các chiến sĩ đoàn văn công Cần Thơ chia nhỏ lực lượng, ăn ở bám trụ cùng bộ đội để sáng tác, biểu diễn. Ông Ba Kiên tham gia cùng tiểu đoàn Tây Đô trong giai đoạn này. Bài hát Chiến thắng Quan Phong với lối ca Ngũ Điển được ông sáng tác vào năm 1972, thể hiện rõ khí thế hào hùng của quân và dân ta thời bấy giờ. Cái bom đạn vậy đó, nhưng mà quá tai chân đánh ấm đồ chết chóc rồi vậy, nhưng mà có cái lời ca tiếng hát vậy đó, thì bắt đầu người ta làm gì quên đi hết những cái chuyện là đau thương tan tóc chết chóc đồ này kia, hy sinh tù tội tù gạt gì hết chứ. Bộ đội thì thích lắm đồ này kia, khoái đồ này kia nữa, rồi là anh em yêu
vận động rồi tuyên truyền rồi tổng quân rồi để bổ sung rồi, thì chúng ta sẵn sàng. Nó vậy còn bộ đội thì người ta hăng hái lắm. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, ông Lê Quang Kiên tham gia công tác ở phòng văn hóa và ban tuyên giáo huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ, rồi về hưu năm 1991. Những buổi chiều, giai điệu của những ca khúc cách mạng ngày nào lại vang lên. Ông hát cho các cháu nghe các giai điệu hào hùng thời kháng chiến, để truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng luôn giữ mãi. Trên bà con Long Mỹ Trà Phiên, người ta phấn khởi quá, người ta mới hát vậy. Đâu bà con người ta hát sao, ông hát cho tôi nghe coi, để tao nhớ là coi. Ai về xéo dẹt mà coi nhá, thay thân đi mà xâm xét, đi đời già nhà mang. Thay thân đi mà xâm xét, đi đời già nhà mang. Tù tí tu na cùng cái trật. Vâng ơi, chúng ta đi. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ca khúc mà đoàn văn công tỉnh Cần Thơ nói riêng và những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa văn nghệ cả nước nói chung biểu diễn năm nào vẫn sống mãi trong lòng của người dân. Lời ca tiếng hát ấy không những đã át tiếng bom mà còn khơi dậy tinh thần lạc quan, tin tưởng, yêu đời, giúp tình quân dân thắt chặt, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết cùng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hướng đến mục tiêu giải phóng dân tộc.